trả lời thư của fan hâm mộ mệt quá. Này, đấy, nhiều chưa? Mỏi hết cả chân cả tay. Có gì mà ghê gớm, mệt thì thôi, đừng trả lời nữa. Thế làm sao được? Người ta hâm mộ hình ảnh của mình, người ta hâm mộ những ý tưởng của mình, người ta hâm mộ con người của mình, người ta hâm mộ sáng tác của mình. Không trả lời thì phụ lòng người ta quá. À này Trung, cậu giúp tôi chút nhá. Giúp gì nói đi. Ông trả lời thư fan hâm mộ tôi rồi gửi sang tôi ký. Liên quan fan của ông chứ fan của tôi đâu mà trả lời. Ừ đấy, khổ thế đấy. Ông ấy mà chỉ bằng 1/4 của tôi thôi, chắc ông sẽ đồng cảm và hiểu cho nỗi khổ của tôi ấy. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Mọi người ơi, ý tưởng mới sẵn xong chưa? Tôi nhắc đây này, ý tưởng mới tôi cần phải độc đáo, không thể nào là phù thủy dọa dẫm lãng tử rồi dũng sĩ cứ bám váy công chúa mãi được. Tôi cần cái gì? Tôi cần một trận đánh, một trận đánh lớn. Dạ mai bọn em nổ ạ. Vâng, mai bọn em nổ. Còn em chắc sang tuần đại ca nhá. Được rồi, sang tuần nhá. Sao lại có cái đặc cách như thế hả anh? Vì fan phải trả lời thư của fan hâm mộ nữa chứ. Chả liên quan. Sao lại không liên quan? Trả lời thư của fan hâm mộ là ngoại giao, mà ngoại giao là một hình thức PR, mà PR cũng là công việc, đúng không? Thôi, cố gắng lên nhá. Vâng ạ. Fan hâm mộ. Fan hâm mộ à? Có mà mấy con hâm nằm trong mộ mới thích ông ấy. Em có tin mới đây. Phong bì tiền à? Của anh đây. Không phải, có fan hâm mộ viết thư tay cho anh Trung này. Uầy. Khánh Mỹ gửi tặng Dũng Sĩ. Kêu phết nhở. Anh thì đọc đi. Em rất thích nhân vật Dũng Sĩ, vừa chân thành lại vừa dễ thương, lại rất ngọt ngào. Cứ tưởng là thơ. Không như lãng tử, chẳng bao giờ có một giây phút thật lòng. Có cái gì hay chứ. Thời buổi này ai viết thư tay nữa đâu. Chắc các cái bà Khánh Mỹ này dữ lắm rồi đấy. Không 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 em ơi, anh nghĩ là viết thư tay người ta mới thể hiện được tấm lòng. Bây giờ người ta toàn gửi mail, làm gì có ai ngồi mà viết hết dòng tâm sự của mình ra giấy rồi đem ra bưu điện dán tem đóng dấu gửi đi đâu, đúng không? Hâm mộ như thế mới là hâm mộ chứ. Mà một cái thư tay thì bằng cả nghìn cái email chứ nhỉ. Này, thôi nói chung là tôi xin chúc mừng ông nhá, nhận được một quả thư tay là ông đỉnh của đỉnh đấy. Mà anh ơi, chị có xinh không ạ? Da ấy, chị phải trắng như tờ giấy này, mà môi ấy, phải đỏ như cái chỗ này của phong bì này, còn tóc nhá, phải đen như chữ ấy. Giời ơi, chữ như gà bới thế này ấy, xinh khối. Chị xấu hay đẹp không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của người ta, nó thật, nó không giả tạo. Mà anh Trung ơi, anh đi trả lời chị ý luôn đi. Ừ đúng rồi, anh phải trả lời ngay mới được. Ái chà, tiến triển nhanh như thế này rồi cơ. Tốt. Nào, mọi người ra đây, họp. Sắp tới, công ty sẽ có một buổi tổ chức giao lưu gặp gỡ với fan hâm mộ. Mỗi phòng sẽ được cử ra một fan hâm mộ của phòng. Ok, em sẽ in danh sách fan của em rồi gửi cho đại ca. Đại ca cứ thoải mái mà chọn. Không, anh nghĩ kỹ rồi. Lần này anh sẽ chọn fan hâm mộ của Trung. Tuyệt vời. Sao lại thế ạ? Trong thời buổi công nghệ hiện đại như ngày nay mà lại có một người bỏ ngần ấy thời gian ra viết bao nhiêu bức thư như thế kia thì chứng tỏ cái lòng hâm mộ của người ta là cực kỳ lớn. Đúng không? Anh không thể tìm được một lý do nào khác để từ chối không mời cô ấy cả. Ấy, không được không được. Cả phòng mình đã ai biết gì về fan của Trung đâu. Nhỡ đâu cô ta đến đây làm mất mặt mọi người thì làm sao? Cái này phải xem xét. Kiều Linh nói đúng đấy đại ca. Đại ca cứ chọn fan của em, đầy dẫy hình ảnh trên mạng. Ai biết đâu fan của Trung lại bề ngoài trông như trái xoài thì làm sao? Chuẩn. Vẻ ngoài không thành vấn đề. Mà nếu lo lắng quá thì chúng ta có thể mời cô ấy đến phòng mình chơi trước, rồi thẩm vấn luôn. Nếu mà ok thì có thể mời cô ấy ra công ty, đúng chưa? Quyết định như thế đi nhá. Trung, em viết thư mời cô ấy đi. Em sao đấy? Không đủ tự tin để mời cô ấy đến à? Sao?
Cố mà mời cô fan bí mật của mình đến đi. Ừ, thì mời. Ê, Na, sao chị gọi em gấp thế hả? Đứa em họ của chị ở trường nó tổ chức cái thời trang mà mãi hôm qua nó mới gọi điện. Thôi thôi, chị xem. Đây, em chuẩn bị rồi. Chị thử cái này xem. Cái khác đi, cái này chẳng biết đâu là cổ, đâu là nách. Đấy, cổ đây, nách đây. Thế để khi nào mà não chị nó bị nhũn thì chị mới mặc cái váy này của em. Sao ạ? Khi nào não mà chị nhũn thì nó mới teo lại mới mặc vừa được cái cổ áo này của em chứ. Não chị nhũn thì chị đã vào bệnh viện lâu rồi. Mặc cái váy này của em thì hơi sang quá. Hơi sang chứ, ở bệnh viện cũng phải xinh mà. Thôi, tìm cái khác đi. Chan, đây là cái váy em thích nhất từ năm lớp 10 đấy. Chị thử đi. Xấu thế. Thôi, cái khác. Xinh mà, chị thử đi. Chị không thích cái này. Thích cổ nghĩa nào nữa. Đã mượn đồ rồi còn lắm chuyện. Em buồn cười nhỉ, em cho mượn đồ thì em phải cho mượn đồ đẹp chứ. Đây. Cái này được này. Cái này hợp mốt đấy, đợi chị thử nhá. Rõ ràng mình mang cái này thì mặc áo chống nắng mà. Cái này là thời trang đúng nát. Mất lắm. Em nhìn anh mặc thế này được chưa? Anh Trung ơi, hoa đẹp không? Đẹp thế. Việc gì mà phải cầu kỳ như thế cơ chứ? Hôm nay em phải chuẩn bị thất long hoành tráng để đón tiếp người hâm mộ bí ẩn của anh Trung chứ nha. Đúng rồi. Ôi, anh làm cái gì đây? Lại trò gì nữa đây? Đây rồi. Con lệ ông mặt đỏ như vang, con lệ bà mặt vàng như nghệ. Con lệ ông mũi đốt không biết đau, rồi bâu không biết ngứa. Sao cho cô ấy mặt mũi không đến nỗi nào, người ngợm không bị hắc lào, tính cách thì không bị làm sao, không cần phải quá cao, cũng không cần giống siêu sao, chỉ cần hao hao Jennifer Lopez là rồi ạ. Giời, cậu khân vái luyên thuyên cái gì đấy? Nào, dập đi cho anh. Sao là dập của em? Này, cô đến đây mà xấu thì anh chịu trách nhiệm đấy nhá. Không có phụ nữ xấu, chỉ sợ không có đủ thịt cá sấu cho phụ nữ ăn thôi. Xin chào anh Phong Nam ơi. Em là ai đấy? Em là Khánh My, fan của anh Trung. Khánh My đây này. Chị mặc cái áo giống em kìa. Chị hỗ trợ. Có phải em đến từ Apalitang không? Nơi em chắc chiến tranh kinh lắm nhỉ. Có cái áo mới mặc như này chắc cũng sàng lắm đấy. Cậu vô duyên quá. Cho anh hỏi khi không phải em đến từ cái xứ sở nào đấy? Em đến từ cái xứ sở mà cứ hơi có chỗ nào là bị ném cho toạc đâu. Ném đá hả chị? Không, vàng khối luôn. Ném vàng á? Hâm mộ quá, cho anh chụp kiểu ảnh. Ê, anh ơi, đừng chụp ảnh bố mẹ em nhìn thấy là anh không lấy được đâu. Rồi. Này, lần nào mà về thì cho anh đi với. Anh hâm mộ cái xứ sở của em lắm. Thôi mọi người, mọi người không mời chị ngồi đi à? Anh mời em ngồi. Cảm ơn anh. Chị, em vui quá đi. Trên này. Trên này à, em vui quá đi. Thế là từ hôm nay hai chân anh không đi được nữa. Sao lại không đi được nữa? Chị nhầm, kể từ hôm nay hai chân anh bình thường. Chị Kiều Linh đâu nhở? Bình thường mấy cái vụ này là chị Kiều Linh hóng lắm cơ mà. Có nhà vệ sinh không? Đúng rồi. Anh chưa kịp chỉ mà đã biết rồi à? Không nhở. Mọi người đang làm cái gì thế? Em đi đâu đấy? Fan hâm mộ của Trung vừa mới đến xong. Đặc biệt cực kỳ luôn. Ồ thế ạ? Chúc mừng ông nhá, sướng nhất còn gì nữa. Ông Phan làm sao thế? Mà nhìn gái đẹp quá đâm ra va vào đâu ở đi tôi xem nào. Chết rồi, xin lỗi nhá. Mọi người ơi, mọi người có để ý đến cái chân của fan hâm mộ Trung không? Có, trắng nõn, không hắc lào ạ. Ý anh không phải là như thế. Chân trái, ở bắp chân trái có một cái nốt ruồi to đúng bằng cái nốt ruồi của... Chị Kiều Linh ạ. Đúng rồi. Bên này, mọi người cô ấy đâu rồi? Trong ballet ạ. Để em đi tìm xem cô ấy đang làm gì mà lâu thế.
đau quá. Các anh ơi, em thành thật xin lỗi, chắc em không thể tham gia cái sự kiện của công ty được. Nhà em sắp chuyển đi nơi khác rồi. Thật lòng là từ bây giờ chưa bao giờ em ngủ mộ anh, nhớ mộ anh đây này. Thôi, cho bắt tay cai đi con đi. Uầy, lãng mạn thế. Em phải đi thông báo ngay chị Linh mới được. Ây, em ơi, không cần phải thông báo, chị đi về luôn. Ôi, chị ơi, Linh ơi, chị có... chị đây rồi. Lúc nãy chị có nhìn thấy cái chị fan hâm mộ của anh Trung không? Ừ, có. Hai người còn nắm tay nhau, tình cảm lắm. Thế à? Có khi anh Trung lại có người yêu ấy chứ. Ừ. Thôi, em vào trước đi, xong chị vào luôn đấy. Nhanh nhá. Ơ, thế nào rồi? Fan hâm mộ về rồi à? Tiếc thế, tôi không được gặp mặt. Kể đi xem nào. Dù gì thì tôi cũng phải cảm ơn bà. Sao lại cảm ơn tôi? Thôi đừng có giấu nữa. Từ lúc cô ấy xuất hiện, tôi đã thấy giống giống một người nào đấy. Xong đến lúc nhìn thấy cái nốt ruồi ở trên chân, tôi đã ngờ ngợ người đấy chính là bà. Nhưng đến lúc bà nắm tay một phát, tôi bảo ui dồi ôi, không thể lệch đi đâu nữa. Một bàn tay thô ráp như của đàn ông. Này, nhìn cái mặt lão Phan lúc đấy sướng chưa? Ghen tị ra mặt. Sướng. Này, ông cũng tinh ý thật đấy. Thôi, đừng có giận tôi nhá. Tôi cũng chỉ muốn cho lão Phan một bài học thôi. Ghét đi. Tôi còn phải cảm ơn bà mới đúng ấy. Nhìn cái mặt. Ê, khó chịu chưa, gì mà lắm Phan nhở? Ừ, gì mà hâm mộ. Tôi bảo ông cũng phải là Trung Dũng Sĩ không? Ờ, đúng ạ. Ông tâm cướp bạn gái tôi, tôi phải cho một chân. Phải biết bạn gái của anh là ai thì mới cướp được chứ ạ? Là fan hâm mộ của ông vừa mới về. Nhưng mà fan hâm mộ của tôi. Ông ngồi yên đấy là tôi đánh. Không được chạy. Sao lại không được chạy? Vì tôi thích thế lắm. Này, đây là người yêu của bà. Ông bị lỡ rồi à? Lão ấy nói là người yêu của fan hâm mộ của ông à? Mà tôi là fan hâm mộ của ông mà. Tôi biết lão này chết liền. Hai người đừng có nói linh tinh nữa. Tôi cảnh cáo, ông không được gặp người yêu tôi bất kỳ một lần nào nữa. Lần này tha rồi đấy. Ê, đứng ạ. Tao phải đứng. Vì tôi thích tôi lắm. Ông là ai? Ông là ai mà cứ bịt mặt này? Là ai ngày mai mới nói. Ông bắt tay. Bỏ cái mặt ra, bỏ cái mặt ra. Bỏ cái mặt ra xem nào. Tôi là fan hâm mộ đấy. Ông là người yêu của tôi à? Ông là ai? Ông Phan. Ông Phan. Hóa ra là ông à? Còn bà nữa hả? Fan hâm mộ cơ mà.